Hello mọi người, hôm nay lại cùng sưu tập 3 skill nha. Đầu tiên xòe tay duỗi thẳng và lắc nhẹ cho phần tinh qua trong lòng bàn tay nha. Ở động tác thứ hai, mình cầm ở phần đuôi của cúp, vòng tay từ trong ra ngoài và cho phần cúp quay quanh ngón cái nha. Dễ mà đúng không? Giờ sưu ghép các động tác lại ha. Ôi trời đất ơi, cái lị lị. Lại nha. Động tác mở shaker này tuy là đơn giản nhưng mà cũng đẹp mà đúng không? Bữa sau sưu sẽ hướng dẫn mọi người ướp đá như này nha. Bye bye mọi người.